Chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo trong chuỗi video chìa khóa thành công được phát sóng vào tối thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube của Kỹ năng Sinh viên. Chủ đề tiếp theo mà chúng tôi muốn nói đến ngày hôm nay chính là căn bệnh bí từ và phương pháp khắc phục nó. Bí từ nghe thật xa lạ nhưng cũng khá quen thuộc vì nó là tình trạng đang hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày của không ít người. Hãy tưởng tượng khi bạn đang sở hữu rất nhiều ý tưởng và suy nghĩ hay, thú vị, muốn được chia sẻ, được nói ra, nhưng khi có cơ hội thì bạn lại chẳng biết phải thể hiện như thế nào. Vốn từ ngữ được học hỏi bao nhiêu năm trời của mình bỗng dưng tan biến, cảm giác ấy thật là tệ. Vì thế bạn phải luôn ý thức rằng mình phải rèn luyện và học hỏi để sở hữu một vốn từ đủ dùng trong những trường hợp mà chúng ta cần. Bạn đừng bao giờ nghĩ tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ, tiếng mà mình được dùng trong giao tiếp hàng ngày là thứ có sẵn, không phải học. Suy nghĩ ấy của bạn hoàn toàn là sai. Tiếng Việt hiện nay đã được hiện đại hóa khá nhiều, như vay mượn nhiều từ ở các ngôn ngữ khác nhau như tiếng Anh, tiếng Pháp, đặc biệt là tiếng Hán. Điều này làm cho nó trở thành một kho tàng bất tận, buộc bạn phải học hỏi. Chúng ta phải trau dồi vốn từ đó vì nó làm cho ngôn từ của ta thêm hay, thêm hấp dẫn, giúp bạn dễ dàng trao đổi, bình luận, bàn bạc, giao tiếp với người khác hơn. Vốn từ đa dạng giúp chúng ta xây dựng các mối quan hệ với nhiều kiểu người khác nhau ở những cấp bậc và địa vị khác nhau. Ngoài ra, việc viết thêm nhiều từ nóng, từ chuyên môn của nhiều lĩnh vực như y học, luật học và các lĩnh vực kỹ thuật có thể giúp bạn tránh bị lợi dụng hoặc hiểu nhầm. Việc mở rộng vốn từ chuyên môn thuộc những chuyên ngành khác nhau sẽ giúp bạn mở rộng được hiểu biết của bản thân, đồng thời biết thấu hiểu, đồng cảm và tạo dựng nhiều mối quan hệ hơn. Vì những điều trên, ngày hôm nay chúng tôi đưa đến cho các bạn một số giải pháp để giải quyết tình trạng bí từ này. Cách thứ nhất, đọc nhiều sách báo, tạp chí, nhất là các tác phẩm văn học mẫu mực của những nhà văn nổi tiếng, những tác phẩm kinh điển được đúc kết hàng ngàn năm trí thức nhân loại. Một mũi tên trúng hai đích, nhưng cuốn sách nổi tiếng không chỉ giúp bạn có thêm một nguồn từ vựng mà còn góp phần không nhỏ vào việc trau dồi kiến thức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Cách thứ hai, khi gặp những từ mới, lạ, đang được mọi người ưa dùng thì bạn phải tìm hiểu được nghĩa của chúng là gì và liên tưởng đến những từ ngữ có liên quan. Việc này giúp cho vốn từ của bạn tăng lên, vừa làm cho cách sử dụng từ ngữ của bạn ngày một trở nên thông minh và tinh tế hơn. Vì trong một số trường hợp, chúng ta không thể sử dụng dập khuôn một từ cho cùng một nghĩa mà phải sử dụng một cách linh hoạt, phong phú hơn với những từ đồng nghĩa của chúng. Ví dụ như với từ chết, tùy vào ngữ cảnh bạn có thể thay thế bằng từ mất, hy sinh hoặc qua đời. Cách tiếp theo, cách thứ ba, hãy quan sát, lắng nghe cách nói hàng ngày của những người xung quanh để có được cho bản thân xu hướng sử dụng từ ngữ đó. Chú ý xem họ sử dụng những loại từ nào và chủ đề gì. Bản thân tự tiếp thu và chọn lọc một cách thông minh. Các bạn chỉ nên học hỏi những từ ngữ hay, phù hợp và loại bỏ những câu từ không phù hợp, tránh mang lại cái nhìn xấu của người nghe. Cách cuối cùng, cách thứ tư, tập cách triển khai một từ thành một chủ đề. Ví dụ, khi nói về điện thoại, chúng ta biết nó là một thiết bị điện tử vô cùng hữu ích cho cuộc sống ngày nay. Những chiếc điện thoại thông minh ngày nay không chỉ có nghe, gọi, mà còn có nhiều chức năng hiện đại như kết nối Wi-Fi, Internet, giao lưu kết bạn, tìm kiếm thông tin và giải trí. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Nó còn mang đến một mạng lưới xã hội làm cho mọi người, đặc biệt là giới trẻ, dễ dàng sa vào việc ham chơi thế giới ảo mà xa rời đời thực. Họ dành phần lớn quỹ thời gian của mình để dùng điện thoại, lướt web, chơi game, xem phim. Chúng ta phải thay đổi ngay lập tức. Chỉ nên dùng nó khoảng 2 đến 3 tiếng mỗi ngày, dành nhiều thời gian cho bản thân, gia đình và bạn bè hơn, hoặc tham gia vào các hoạt động xã hội, các câu lạc bộ. Điều này giúp bạn giao tiếp nhiều hơn, trau dồi từ vựng và kết nối với mọi người xung quanh. Với 4 cách chúng tôi đưa ra cho các bạn ở phía trên, chúng tôi mong các bạn phần nào có được cho mình những biện pháp khắc phục tình trạng bí từ. Hãy luyện tập và trau dồi hàng ngày. Tôi tin là bạn làm được. Hy vọng các bạn sẽ thích bài học ngày hôm nay của chúng tôi. Nhớ đón xem những bài học thú vị tiếp theo sẽ được phát sóng vào tối thứ bảy hàng tuần. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.